không có ai hết hả? Hôm nay là một ngày khá an toàn đó các bạn ơi. Tụi nó không qua phá mình nữa. Gì vậy? Đó là món quà tao đã dành tặng cho mày. Khi mày đạp vô cái tấm đó, nhà mày sẽ biến thành nhà con chó. Trời, nhà con hợp lắm. Trời. Ôi trời. Trời ơi, cái tụi kia, mày đứng lại coi. Mày đứng lại. Trời mất tiêu rồi. Trời ơi, nó biến thành tôi không khác gì một con chó luôn anh em à. Không được rồi, bây giờ tôi phải kiếm cách nào để phá nó mới được. Trời ơi, phá bằng cây súng là nó không có tác dụng mà. Tại vì nó không bao giờ sợ hết. Nó sợ cái gì ta? Tụi nó sợ cái gì ta? Tụi nó phải có một cái điểm chung sợ cái gì đó. Tôi mới nghĩ ra một ý tưởng rồi. Anh em có nhớ H1, H4 không? Trời ơi, hình như là tụi nó đang rất là sợ H1, H4. Kể cả tôi cũng sợ nữa anh em. Hay bây giờ để tôi tự gọi là giả H1, H4. Sau đó, tôi làm kết quy nấp. Anh em biết cái video Mommy Long Rác không? Đó, đây nè. Thì mình đã có sử dụng một phần mềm siêu xịn của mình. Mình diễn hai vai các bạn. Đó, được rồi, bây giờ mình cũng sẽ làm y chang như vậy để xem tụi nó phản ứng như thế nào nha các bạn. Được rồi, let's go. Được rồi các bạn ơi, đây đã xong. Các bạn thấy chưa, đây chính là H1, H4. Còn bên đây chính là Queen Up. Mình sẽ lấy hai cái hình nộm này các bạn. Lấy nè, đó, được rồi. Bây giờ mình sẽ lên bắt đầu làm một cái kịch bản thiệt là hoàn hảo thôi các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu là diễn ở cái khúc này nè. Đây, mình sẽ giả bộ mình chạy từ nhà Hi Ha ra. Hi Ha đã khóa khùng và đã trở thành H1, H4 rồi. Mình giả bộ, ok được rồi. Chuẩn bị diễn nè, 3, 2, 1, bắt đầu. Ok, chạy, rớt xuống cái kiểu đó. Có ai không cứu tôi với, cứu tớ, tớ bị giấc mơ ăn bún dí rồi. Chạy giả bộ chạy vào nhà chị Nabi nè. Ôi giời, nhà chị Nabi bị gì vậy? Mà kệ đi, quan trọng là bây giờ mình phải chạy trong lum hết luôn. Chạy nè, sợ nè. Ôi giời, làm sao tôi kia H1, H4. Chạy, phải chạy đủ phía các bạn, hiểu không? Đó, chạy như vậy thì nó mới cảm giác là real các bạn. Mà tôi phải chạy thiệt là nhanh nè. Mày chết với tao rồi, con mày chạy đâu? Bốn phải giả điên như vậy các bạn ơi. Mày đứng lại cho tao. Mình bay luôn các bạn, mình bay luôn cho nó giống H1, H4 các bạn. Bay. Xong rồi đánh nó cả các bạn ơi. Đó, đánh nó chơi vậy đó. Đó. Ôi chết, sao nó mất máu vậy? Có khi nào nó chết đâu? Đừng chết nha ba. Bây giờ nó sẽ chạy. Chạy đi đâu? Đó, tới cái chỗ của mình rồi. Bây giờ nè, chuẩn bị nè. Đâu. Đâm mì nè. Trời, đâm dính thiệt chứ. Ui, nó chết luôn rồi. Xong rồi bay ra chỗ khác các bạn. Nhìn giả bộ nhìn tụi kia gái. Đó, đứng kia nhìn nè. Cho bèo vô bộ nói chuyện với nó xíu. Đó, xong rồi chạy đi. Mất tiêu. Được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái đài phát thanh của Hi Ha và phát lên và thông báo mọi người giả bộ rằng là H1 H4 đã xuất hiện các bạn ơi. Xin thông báo mọi người hãy ra khỏi giữa, hãy ra giữa làng nhanh lên. H1 H4 đã xuất hiện rồi, cứu tôi với. Được rồi các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ tàng hình cái đó, sau đó thì bật chế độ nè. 1 2 3. Rồi. Ủa, tụi nó đâu rồi? Ủa, Jack, con nghe tiếng gì không Jack? Sao nghe tiếng nào phát thanh gì cứu gì vậy? Được rồi, bắt đầu, khởi động nè. 3, 2, 1, khởi động. Đó, bây giờ chuẩn bị lồng tiếng vô nè các bạn ơi. Cứu tôi, mọi người ơi. H1, H4 kìa. Mọi người, cứu. Ai, lên mọi người, giết nó đi, chơi. Sâu quá. Trời ơi, cứu tao đi. Coi chừng nó giết mày bây giờ. Trời ơi. Trời, khúc này nè, tới khúc này nè. Con bom, đừng giết tôi ba. Tôi không muốn chết. Cười. Huy đi rồi. Ôi, cái quả bom bay quá. Lộn cam rồi, lộn như lộn chỗ rồi. Thôi kệ mà không sao, có cút xíu à. Thôi bà đi mất tiêu. Chết rồi. Lộn. Hi. Sao nó cười cái gì kỳ. Trời ơi, cái nhà chó này mà bây giờ cho nó, mà bây giờ nó đi rồi ai ở. Trời ơi, cho con chó vô ở tạm. Thằng chó anh cực kỳ xích nha. Rồi, vô ở đi mày. Vô ở nhà mày. Hát 1, 4 là làm mình nha. Dạ, 1, 4 đến vậy rồi mà tụi nó vẫn khinh thường mình các bạn. Được rồi, bây giờ để tăng thêm phần kịch tính, mình sẽ giả làm H1, H4 vô sự đó. Được rồi, đến lúc đã biến thành H1, H4. Tụi nó làm gì kìa? Tự nhiên mà chết rồi. Đúng không H1, H4, H1. Đúng rồi.
ơi, mà cho tao hỏi nè, hồi nãy tao giết cái thằng Huy gì đó, tụi mày có hả dạ không? Có hả dạ, dạ lắm. Tụi này có luôn các bạn. Được, linh tịnh, linh tịnh chất ngầu. Ta cũng ngầu lắm đúng không? À, nhưng mà tao thấy giết một mạng chưa đủ. Nhiệm vụ của tao là giết hết tất cả làng sinh tố. Nhất là mấy cái con nào là cái mấy cái đứa nào mà có cái con linh vật là con cao. Con gà. Con vịt, tôi là con mèo, tôi là con heo, tôi là con chó. Tao không thích mấy con đó. Bây giờ á, tao sẽ tha thứ cho nó nếu mà thằng nào là con linh vật đó, nó chính là con chó. Trời ơi, nó biết theo luôn kìa. Đội vô, đội vô, đội vô. Được. Trời ơi, cái đó kêu tên luôn kìa. Trời ơi, các bạn thấy mình trên mình có đỉnh đâu. Và nếu các bạn nào muốn mình trên nữa thì đừng quên bình luận phía dưới nha. Hashtag trên, trên xin tối tiếp nha các bạn ơi. Hashtag liền đi. Ok. Được rồi, bây giờ hai con linh vật đâu ơi? Ủa, đang nói tụi nó trốn đâu mất tiêu vậy? Ê, ê, làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Tụi mày làm đúng bổn phận của một con chó đó. Thôi được rồi, bây giờ tao cần tụi mày dẫn tao qua nhà tụi mày. Lẹ lên. Dẫn không? Dẫn qua nhà tụi bay. Không biết gì hết, tôi trốn rồi. Dẫn lên. Qua nhà thằng gà trước. Được rồi, mình có kế hoạch này hay nè. Được rồi, tới nhà mày. Tao thấy cái nhà này nó không có ưng cho lắm. Tao không thích nó, bây giờ tao sẽ phá nó. Ôi, đừng có phá nhà tôi. Không sao, tao sẽ xây lại cho mày một căn nhà mới. Không, mày tự xây, tao lười quá, tao không xây nữa. Xây cho tao một căn nhà không phải là con gà, mà là con chó. Ok, nhà chó chó, ok. Xây lên. Được rồi, các bạn ơi. Được rồi, con kia. Mày, dẫn qua nhà mày. Tao sẽ phải sửa nhà mày lại luôn. Để lên, nhổ nè. Rồi, xây lại, nhanh lên. Ôi, kìa. Trời, đúng là trở thành H4 cái là tụi nó rén lên. Xây lại đây. Được rồi, trong lúc đó mình sẽ làm vài cái bẫy để dụ nó chơi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đặt những một cái bẫy ở đây các bạn. Đây nó sẽ mở đóng nè. Đó, cái lúc này là mình sẽ bắt tụi nó hát cho mình nghe. Nếu mà tụi nó hát không được thì cho mình sẽ thả xuống đây, và xuống đây sẽ toàn là H1 H4 thôi. Khúc này là tụi nó sẽ bị đánh chết các bạn ơi. Được rồi, bẫy tiếp theo nào. Và bây giờ mình sẽ cho cái này, add cái này, enchant cái này vô cái cuốn sách nguyền rủa các bạn ơi. Các bạn biết sẽ làm cái gì không? Bây giờ mình sẽ chọn một con bò cho các bạn xem nào, mình đánh nữa nha. Mày nè, con sấm sét sẽ đánh suốt và nó sẽ bị nguyền rủa đánh sấm sét hoài luôn các bạn ơi. Được rồi, bây giờ để xem tụi nó làm như thế nào rồi. Ê, làm xong rồi. Ôi, cái thằng kia mày làm xong rồi hả? Làm xong rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Ê, mà sao mày đứng? Ăn. Nhà tôi ra đi. À mấy, bây giờ mày ra giữa làng đi. Ai không chơi giữa cái hồ này đó. Vô cái giữa hồ đây. Ôi, đông lại. Ok, kịp. Ok, được rồi, ba nhà thằng tôi gà coi. Tôi gà nó xảy gì vậy? Mày nghe vậy mày? Con chó, ôi trời, xây con chó như ông nói đó. Con chó nào mà màu trắng? À, mình con chó màu trắng quỳnh. Con chó gì mà màu miệng nó chữ O vậy hả? Chó chó, go, để đi vô nhà nè. Trời ơi các bạn. Nó xây cái gì vậy? Mình không biết nữa các bạn ơi. Ai? Tạm biệt nha. Cậu được rồi, mày ra đây. Rồi. Bây giờ ra giữa hồ nhanh lên. Tao cần tụi bay gấp, có chuyện này. Lẹ lên coi. Tụi bay tới hả? Thằng kia tháo cái mũ con chó ra coi. Chào mừng tụi bay đã đến với... Rồi đứng lên, tụi bay đứng lên được rồi đó. Đứng lên đi. Yeah. Chào mừng. Mày đứng ngay mày làm gì vậy? Bây giờ tao sẽ có một cái tao đang buồn, tao không biết làm cái gì hết, cho nên là tao hôm nay tụi mày phải nhảy để cho tao vui lên. Tao mà không vui là tao giết hết cả làng. What? Nhảy. Đứng ở giữa đây mày nhảy, mày biết tôn trọng khán giả. Đứng giữa mày nhảy, một thằng nhảy thôi. Nếu mày nhảy vui tao tha cho mày, còn nếu mà mày nhảy dở thì mày chết với tao. Đừng mà. Một thằng đứng giữa thôi, mày lui vậy. Sao okay, hai tụi này đứng cặp vậy? Nhảy đây. nhảy Đúng rồi, nhảy đi. Trời
ơi, nó tưởng nó nhảy cái gì con dở hết các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ để mình bắt nó làm cái gì. Hello. Nhìn hai em, ủa hai em từ đâu tới, sao nhìn hai em đẹp gái quá vậy. Mình sử dụng nè các bạn ơi. Hai em từ đâu tới vậy? Em từ California. Trời ơi, em từ California. Còn em này từ California Cali đúng không? Được rồi, bây giờ mình sẽ cho tụi nó các bạn ơi. À được rồi, bây giờ anh nhìn hai em cũng xinh đó. Anh thích lắm. Nó bị dính bẫy. À được rồi, bây giờ anh sẽ dẫn em đi tới chỗ này. Một phần quà nho nhỏ mà anh muốn tặng cho hai em. Tại vì hai em quá xinh đẹp. Quá nho nhỏ nhiều. Còn cú mặt xuống, cú mặt xuống. Nói gì em? Ngồi lên đầu anh nè, ngồi lên đầu anh nè. Ngồi đầu anh đi, anh sẽ dẫn em đi qua băng bao đại dương. Ủa, gì vậy? Mày tao tức mày quá nha. Ôi, không được, không được rồi. Tụi nó bắt đầu bố láo lên rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải kiếm cách gì mới được. Mình có cách để mình xuống phòng cái nhiệm vậy. Ôi, xuống phòng cái nhiệm đây rồi lẹ ơi. Đây rồi, Ngọc Phân Thân của mình đây coi. À, bây giờ mình sẽ bay lên lại các bạn ơi. Ôi, được rồi, để mình chịu nó nha. Tụi bay tới đây nè. Phân Thân. Ôi, biết thằng nào bây giờ. Ôi, cái bắn không được vậy, cái bắn không được vậy. Tại vì tao có khả năng bất tử và tao có khả năng phân thân nên tụi mày có biết tao là thằng nào đâu. Trời ơi, tao nó đã vậy, nó không biết thằng nào luôn kìa các bạn, nó bắn từ lơ luôn kìa. Và điều đặc biệt nữa là đó, khi mà cái con này nó đi tới nó là nó nổ vậy đó. Khi mà nó đi tới đâu, nó đi dính con của mình là nó sẽ bị nổ các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, tụi nó tìm mình kìa. Làm sao mà biết mình đâu được, các bạn thấy hay không? Nếu các bạn thấy hay đừng quên bình luận phía dưới em. À quên, mình còn phải làm cái này nữa, hay hơn nữa nè. Và mình sẽ đặt bức ảnh này ở đây nè. Nó ao hết xe bà luôn rồi. Còn mình đây các bạn ơi. Trời, các bạn thấy cái chữ ở dưới tôi gà lép từ game luôn. Ôi trời, có các bạn thấy kinh dị chưa? Mình đặt tấm hình này sao nó không sợ được các bạn ơi. Trời ơi, ok. Nói chung thì video của mình cũng có đây. Và các bạn đừng quên like cho mình nút like nha. Bye bye.